được lắm một số lợi. Chị làm cái gì vậy? Chị bình tĩnh lại coi. Mày làm cái gì vậy? Buông đi. Biết là cái chỗ này là cái chỗ nghỉ ngơi của anh hai, nhưng mà là cũng là cái nơi để tôi làm ăn. Chị cứ làm như vậy hoài á, khách người ta tới, người ta nhìn thấy, người ta sợ, người ta bỏ chạy hết. Tôi mất khách sao? Thì tao thích vậy đó được không? Nè, bây giờ á, tao đốt bao nhiêu đây á, mày ngăn cản tao. Bây giờ mày ngăn đi, tao đốt sạch cái chòi này luôn cho mày biết. Má mày giờ này theo dõi tao hay gì á? Không có theo dõi à. Chứ sao nói trúng phốp vậy? Trời trời, thời sáng đi chợ đi ngang thấy. Thấy thì sao không kêu một tiếng để anh mời em tôi cháo. Tôi không bao giờ ăn đồ ăn ở ngoài đường hết á. Làm đi không mày? Đi không? Thôi. Chào. Ây cha. Út, tao nói cho mày biết nghe. Mày là thằng đàn ông may mắn nhất cuộc đời này. Người ta chỉ có một mẹ thôi, mà mày có tới hai lần đó. Mà con không muốn có một người mẹ ruột vô tâm như vậy. Con tao tên Hùng, tại sao mày lại đổi tên nó hả? Mày dạy nó kiểu gì để bây giờ nó nhìn thấy mẹ nó bằng mắt căm hận hả? Tao đã nói là mày phải từ từ. Nó giống như là một con gà con mới đẻ vậy. Quăng nó vô trong một chuồng gà lạ, thế nào nó cũng sẽ bị những con gà khác ăn hiếp. Huống hồ chị đây là một chuyện rất quan trọng, đâu phải tiếng một tiếng hai là được đâu Út đẹp.